Sáng nay tại Trung tâm Chính trị huyện Nhân Trạch, đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có buổi sinh hoạt nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cán bộ lãnh đạo cơ quan đơn vị, lãnh đạo 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện Nhân Trạch. Theo đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch không ngừng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội là những quan điểm sai lệch hoặc đối lập với nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam được đăng tải trên không gian mạng với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Việt Nam. Để đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức từ huyện đến xã ấp phải cần thường xuyên bám sát thông tin và định hướng của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Trung ương, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Từng cơ quan phải đưa công tác phòng chống diễn biến hòa bình, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao. Xây dựng và tổ chức các trang thông tin chính thống có uy tín, lấy thông tin tích cực đẩy lùi các thông tin tiêu cực, nâng cao nhận thức và đề cao cảnh giác và các biểu hiện cơ hội thực dụng của đảng viên, sớm phát hiện, kịp thời giáo dục và xử lý kỷ luật thích đáng, nếu cần thiết đưa ra khỏi tổ chức đảng để làm trong sạch đội ngũ,